Ngươi muốn làm gì thế? Cái đó à, là món quà ta tặng cho thái tử. Tối nay sẽ có một buổi biểu diễn rất đặc sắc. Ngươi ấy, hãy ngoan ngoãn ở nhà đợi ta trở về. Ta trở về sẽ kể cho ngươi nghe chi tiết. Món quà? Ta lại thấy món quà đó, trông giống ngươi đấy. Ta không cho phép Lãnh Duẫn làm tổn thương ngươi đâu. Ngươi cái đồ ngốc này, ta người thật đang ở đây. Để ngươi tự do hôn tự do chạm. Chưa được. Đừng giận nữa. Tiểu mỹ nhân, cuối cùng ngươi là của ta rồi. Tối nay, để ta chơi thỏa thích cái nào. Vương phi, thái tử sẽ không nhận ra điều không bình thường chứ? Mỹ nhân, ta yêu ngươi chết mất á, ha ha ha. Tất nhiên là không rồi, hắn ta bây giờ chỉ là một tên điên, không biết gì cả đâu. Và ta đã sử dụng tên hắn ta, gửi lời nhắn cho hoàng thượng, nói rằng có việc quan trọng cần thảo luận, hoàng thượng sẽ đến ngay. Vâng. Mau trốn đi nhanh lên. Tứ đệ, người phụ nữ của ngươi sẽ bị ta chơi chết rồi, ngươi mà biết chắc chắn sẽ tức giận chết mất, ha ha. Hỗn xược, hoàng thượng bớt giận. Cái thứ không ra thể thống gì cả, cút ra đây cho ta. Ta có lợi hại không nào, ha ha. Cút ra đây cho ta. Ra đây. Hoàng thượng xin ngài bớt giận. Để lão nô đi mở cửa, cẩn thận tránh làm bẩn mắt của ngài ạ. Bảo cho tên bất hiếu này ăn mặc chỉnh tề cút ra đây gặp ta. Vâng. Tứ đệ đó của ta đúng là vô dụng mà. Người phụ nữ tuyệt đẹp như vậy mà không biết chơi á, ha ha. Hoàng thượng không ổn rồi. Có chuyện gì? Lão nô không biết chuyện gì xảy ra với thái tử nữa. Hoàng thượng hãy tự đi xem đi ạ. Thủy Lạc Lan nàng thật là cố chấp. Hỗn trướng, mạnh vậy mà không rên. Ta đã bảo nàng nói mà. Hoàng thượng, thái tử có vẻ như bị thôi miên rồi. Người đâu? Kéo thái tử ra tắt nước đánh thức đi. Phụ hoàng thường quý phi, sao mọi người đến đây? Cái thứ không ra thể thống gì cả. Mặt mũi của hoàng gia đã bị ngươi làm mất sạch rồi. Kéo xuống, đánh 50 roi. Phụ hoàng nhi thần bị oan mà. Phụ hoàng, nhi thần bị oan mà. Phẩm hạnh của Duẫn nhi không bằng một nửa Ngọc nhi. Trẫm thật sự quá thất vọng rồi. Hoàng thượng, thái tử đã khiến hoàng thượng thất vọng rồi. Nhưng Ngọc nhi năm đó đã làm ra chuyện âm mưu ám sát hoàng thượng như vậy. Người làm mẹ như thiếp không thể tha thứ cho hắn. Hóa ra lý do mà Lãnh Ngọc trở thành như thế này là vì hắn từng âm mưu ám sát hoàng thượng. Không, con người của Lãnh Ngọc sẽ không làm ra chuyện như vậy đâu. Chắc chắn là có hiểu lầm gì rồi. Xem kịch xong rồi chúng ta đi. Vương gia, ngươi không nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của thái tử bị hoàng thượng đánh đủ 50 cái roi, cuối cùng cũng chút được cục tức này rồi. Lan Nhi có giỏi không? Lan Nhi giỏi nhất. Nếu như chân ta khỏe hẳn rồi thì không cần ngươi ra tay nữa. Ta sẽ đánh cho hắn chạy tán loạn thì thôi. Vương gia, ngươi xem, chân ngươi vẫn còn cảm giác. Ngươi có thể cảm nhận được không? Ta cảm nhận được. Lan Nhi mềm mại quá. Chưa đủ. Sao ngủ có một giấc mà đau lưng mỏi vai nhỉ? Lan Nhi, chờ đến khi chân ta khỏe lại, ta nhất định sẽ không để ngươi xuống giường dễ dàng như vậy đâu. Vương gia đã ra ngoài rồi. Cái gì? Vương gia có thể ra ngoài rồi? Nô tỳ đã tận mắt nhìn thấy con nhỏ Thủy Lạc Lan đó, không biết đang đẩy cái gì mà vương gia ngồi trên đó, hai người cứ thế chơi cả ngày. Nếu thật là như vậy, chuyện vương gia đứng dậy chỉ là vấn đề thời gian. Lãnh Duẫn tên vô dụng này, có vẻ như chính bản cung phải ra tay rồi. Như ý, lấy lệnh bài của bản cung, gửi một số nguyên liệu thuốc cho vương phủ đến hồi xuân đường. Nếu hoàng thượng đã đồng ý cho họ mở y quán, người làm mẹ là ta đây.
tất nhiên sẽ ủng hộ. Tướng công nhà ta chỉ bị cảm lạnh một chút thôi, có uống một đơn thuốc của bọn họ mà đã chết ngay tại chỗ. Các ngươi phải bồi thường cho tướng công ta. Thải Hồng, đơn thuốc của y quán chúng ta đều được kê theo công thức của ta phải không? Vương Phi, đều được kê theo công thức của người hết ạ. Nhưng trong 2 ngày qua, thảo dược của chúng ta đã hết, nên đã lấy thảo dược được Thường Quý Phi gửi đến. Thường Quý Phi tặng thuốc, một chuyện lớn như vậy, tại sao ta không biết? Là như ý nói rằng người trăm công nghìn việc, không cần phải nói cho người biết. Rắc rối rồi, thánh chỉ đến. Thủy Lạc Lan tiếp chỉ. Phục Thiên Thừa Vận, Hoàng thượng phán rằng, hôm nay trẫm đã nhận được báo cáo, Ngọc Vương Phi hành y thất trách, dẫn đến cái chết oan. Liên quan đến uy nghiêm hoàng gia, chọn ngày để trẫm tự mình xét xử. Người đâu, đưa Ngọc Vương Phi đi. Vâng. Ngọc Vương Phi sao vậy? Lẽ nào ngươi định kháng chỉ sao? Lui xuống, chăm sóc cho tốt vương gia. Công công, ta đi cùng ngài. Ngươi nói rằng Lan Nhi bị hoàng thượng đưa đến hoàng cung sao? Tại sao ngươi không nói sớm? Vương gia, thảo dược đó là Thường Quý Phi gửi đến. Vương Phi bảo ta nói với ngài, ngài đừng lo lắng quá. Lan Nhi, ta sẽ không để nàng gặp nguy hiểm một mình nữa. Lăng Tiêu ở đâu? Tôn chủ, ám vệ Lăng Tiêu đến báo cáo. Ngọc Vương Phi, tối nay người cứ chịu khó ở đây một đêm đi. Ngày mai còn phải đối mặt một trận khó nhằn. Vương gia ở nhà không biết có ổn không? Nhớ chàng ấy quá. Ôi chà, lần này là thật rồi. Thủy Lạc Lan, hại ta bị đánh 50 roi là do ngươi tính kế. Hôm nay để ta cho ngươi trải nghiệm cái giá chọc tức ta. Lăng Tiêu, ngươi dẫn đồng đội trốn đi, đừng để bị lộ. Vâng. Ngọc Nhi, đây là những cái đinh mẫu thân đã đóng cho con, chỉ là để con nhớ thật kỹ. Con nhất định phải nhớ, đó là khổ tâm của ta. Tứ đệ, vị trí thái tử này nhất định phải là của ta. Ngươi cứ chờ chết trên giường đi ha ha. Những kẻ ác quỷ này, hết lần này tới lần khác, đẩy ta vào địa ngục. Không hề có ai đứng ra bảo vệ ta cả. Chỉ có Lan Nhi là tốt với ta. Nếu Lan Nhi bị tổn thương gì, ta có chết cũng không tiếc. Lan Nhi của ta, nàng đang ở đâu vậy? Chân của Ngọc Vương chiến thần chúng ta thật là vô dụng. Thái tử có lệnh, Ngọc Vương gia và chó không được vào. Muốn chết sao? Bây giờ ngươi ngoài việc chỉ biết sủa như con chó, còn làm được gì nữa? Nói thật với người, thái tử bây giờ đang yêu thương Ngọc Vương phi của ngươi lắm đấy. Ta giết ngươi. Tứ đệ, ngươi đứng lên được sao? Dám chạm vào người phụ nữ của ta, ta sẽ lấy mạng của ngươi. Tứ đệ đừng giết ta, ta sẽ không dám nữa. Nóng quá. Cút. Vương gia, Lan Nhi,
ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. Từ nay phu thê chúng ta hòa vào nhau. Thật là không may, Ngọc Nhi làm phiền chuyện tốt của ngươi rồi. Ngươi muốn làm gì? Nàng ta đã bị dính thuốc, không có đàn ông giúp nàng ta điều hòa âm dương. Và nếu càng không có thuốc giải độc, chưa đến một khắc, vỡ mạch máu mà chết. Ta đưa cho ngươi hai lựa chọn, một là nàng ta chết, hai là ngươi tự phế chân. Chọn một cái đi. Mẫu thân, sao người lại đối xử như vậy với ta? Người là mẫu thân ruột của ta đấy. Bớt phí lời đi. Chọn đi. Thuốc giải. Mang thuốc giải đến cho hắn. Vâng. Ngọc Nhi, mẫu thân cũng là vì tốt cho ngươi thôi. Nếu hoàng thượng biết chuyện này, tội danh giết huynh đệ của ngươi sẽ không thể giấu được đâu. Ngươi biết phải làm gì rồi chứ? Thuốc giải này. Vương gia, việc hôm nay ta nhất định sẽ khiến bọn họ phải trả giá. Vương gia, ta đã giúp ngươi băng bó chân rồi. Đợi ta giải oan cho ngươi, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm ra chân tướng chuyện ngươi bị tính kế năm đó. Còn nữa, Thường Quý Phi, ta nhất định sẽ khiến ngươi đứng lên được. Ngọc Vương Phi, Hoàng thượng đang đợi ngài. Hãy đợi ta. Khương Lưu Thị, ngươi nói tướng quân ngươi chết sau khi uống thuốc của Ngọc Vương Phi, có bằng chứng không? Đây là thuốc mà Ngọc Vương Phi đưa cho tướng quân thần uống, xin Hoàng thượng làm chủ cho tướng quân thần. Đây là loại thuốc gì? Tại sao lại đóng gói trong túi? Bẩm Hoàng thượng, thần thiếp vì để chữa bệnh cho bách tính thuận tiện hơn, nên đã hầm sẵn thuốc rồi cho vào cái túi làm riêng này. Trên đó viết rất rõ là thuốc trị cảm lạnh, chắc chắn không gây chết người. Người này đã chết còn ngươi rảo biện. Hoàng thượng, nàng ta chỉ là một vương phi nhỏ bé, không coi trọng tính mạng người dân, tương lai không biết còn làm gì nữa. Thường Quý Phi, những loại dược liệu đó là người đã tặng cho ta, hạ nhân của phủ chúng ta đều có thể làm chứng. Ta tặng ngươi dược liệu là vì quan tâm đến Ngọc Nhi. Những loại dược liệu đó đều từ trong cung, hay ý của ngươi là dược liệu trong cung có độc? Ta cứu người này sống lại, có phải sẽ giải thích hết mọi thứ phải không? Người này đã chết vẫn có thể cứu sống sao? Bẩm Hoàng thượng, vừa nãy thần vừa kiểm tra, người này chỉ là ăn phải thuốc có độc mới gây ra tình trạng giả chết. Thần có thể cứu hắn, nếu như Hoàng thượng không tin, có thể đánh cược với thần. Được. Đánh cược cái gì? Nếu thần cứu sống người chết, Hoàng thượng xoa đi tội của thần và trả lời cho thần một câu hỏi. Nếu không thể, Lạc Lan cam tâm chịu chết. Người chết có thể sống lại sao? Ta thấy ngươi sắp chết đến nơi rồi, lại còn dở bệnh. Chấm cược rồi. Ngọc Vương Phi bắt đầu đi. Vâng. Hoàng thượng, đây là adrenaline, chỉ cần tiêm một mũi, Diêm Vương muốn người chết vào 3 giờ sáng, nó cũng có thể kéo dài đến 5 giờ sáng. Tướng công, tướng công, ngươi xem kìa, đây, giả chết sao?
Thảo dân tham kiến hoàng thượng. Nếu đã sống lại, vậy mau thú nhận sự thật đi, rốt cuộc là chuyện gì? Thảo dân không dám nói dối. Chính thường quý phi đã hối lộ phu nhân thần, để ta vu khống Ngọc Vương phi, điêu dân to gan, dám vu cáo bổn cung, thì phạm tội gì? Xin hoàng thượng làm chủ cho nhi thần, thường quý phi hãm hại nhi thần, đã không phải lần đầu, xin hoàng thượng minh xét. Thủy Lạc Lan, dám vu cáo bổn cung, vả miệng cho ta. Còn chuyện gì mà ta không biết? Hoàng thượng, thần thiếp bị oan, thần thiếp không làm gì cả hết, suốt những năm qua thần thiếp luôn vì hậu cung mất ăn mất ngủ. Nói, có phải là ngươi làm không? Hoàng thượng thứ tội, nô tỳ đáng chết, là nô tỳ nhất thời bị ma xui quỷ khiến. Quý phi đã cho Ngọc Vương phi nhiều dược liệu như vậy, nhưng Ngọc Vương phi lại không biết ơn. Nô tỳ chỉ muốn dạy dỗ nàng ta thôi. Ngươi to gan lắm, ngươi làm ta thất vọng quá. Quý phi nô tỳ biết lỗi rồi. Hoàng thượng, thần thiếp dạy dỗ hạ nhân không nghiêm, cầu xin cùng nhận phạt. Được rồi, nếu là việc của hạ nhân nàng làm, vậy thì đưa về phủ tự xử đi. Tạ hoàng thượng. Hôm nay chưa phải là lúc xé rách mặt nạ với bà ta, lần sau ta sẽ không tha thứ dễ dàng như vậy đâu. Trẫm nói là làm. Có chuyện gì muốn hỏi? Nhi thần có một chuyện không hiểu. Thường quý phi vốn là mẫu thân ruột của vương gia, tại sao có cảm giác tốt với thái tử điện hạ hơn là với vương gia? Ngọc Nhi đến giờ vẫn chưa biết thường quý phi không phải là mẫu thân ruột của hắn sao? Chẳng trách thường quý phi lại độc ác như vậy. Thì ra là không phải mẫu thân ruột của vương gia. Vậy mẫu thân ruột của vương gia là ai? Trẫm đã nói rồi, chỉ trả lời một câu hỏi của ngươi. Vâng, nhi thần cáo lui. Lan Nhi, ta còn có thể đứng dậy được không? Vương gia sao lại nản lòng vậy hả? Lúc trước khi ngươi bị nặng như vậy, không phải vẫn đứng dậy được sao? Bây giờ thì ta đã nối lại dây thần kinh trên chân ngươi xong rồi, chắc chắn sẽ đứng dậy được thôi. Lan Nhi, ta sẽ chăm chỉ luyện tập, sẽ nhanh chóng đứng dậy để bảo vệ ngươi. Được. Vương gia, còn có mối thù và oan uổng của ngươi, chúng ta phải cùng nhau điều tra rõ ràng. Ta sẽ đi cùng ngươi. Thủy Lạc Lan tiện nhân đó, đúng là mệnh lớn mà. Quý phi, theo nô tỳ thấy, không khó để đối phó tiện nhân đó. Nàng ta không còn gia đình ở nông thôn sao? Hay là chúng ta đưa họ đến đây? Như ý, vẫn là ngươi thông minh nhanh trí, nô tỳ sẽ làm ngay. Đứng lại. Quý phi, người còn điều gì căn dặn sao? Ngươi không có ý gì với Ngọc Vương sao? Quý phi, nô tỳ không dám. Ta nói này Như ý, nếu ngươi quyến rũ được vương gia, bổn cung làm chủ, phong ngươi làm trắc phi cũng không phải không được. Quý phi tha mạng, nô tỳ không muốn bồi táng. Hơn nữa như ý không biết quyến rũ. Không biết à? Không phải hay chơi với đám hạ nhân đó rất vui sao? Nếu ngươi không muốn chết, lập tức cút đi cho ta. Vương gia, người đã ngủ chưa? Dung mạo của vương gia đã phục hồi rồi, chiến thần ngày xưa đã trở lại rồi, tuyệt quá. Cút. Vương gia, người đã nằm trên giường lâu như vậy rồi, chắc chắn rất cô đơn đúng không? Hãy để nô tỳ phục vụ người nhé. Người muốn làm gì? Tránh xa. Các ngươi đang làm gì vậy? Vương phi, vương phi, vương gia ngài ấy phi lễ ta, sự trong sạch của ta đã bị hủy hoại rồi, ta không muốn sống nữa. Lan Nhi, ta không có. Tại sao không có? Ta chỉ đến đây để đưa cơm cho vương gia, không ngờ ngài ấy cứ kéo ta mãi. Ngài ấy còn cái đó, ta thật không thể chấp nhận được. Ta sẽ giết ngươi. Vương phi, người nhất định phải làm chủ cho ta. Như ý, người không có gương thì chắc có đi tiểu chứ? Ngươi đi tiểu tự soi chính mình đi. Vương gia mà chú ý đến ngươi à? Không được cười. Vương phi ta, thải hồng, như ý dĩ hạ phạm thượng, từ hôm nay được.